Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin bóng đá tối ngày hôm nay 24 tháng 4 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Cựu danh thủ Malaysia quả quyết kho thắng Việt Nam ở SEA Games. Campuchia phát vé bóng đá SEA Games miễn phí, liệu có trận Việt Nam? Đội trưởng U22 Thái Lan tự tin lật đổ Việt Nam. U22 Việt Nam chọn cách tấn công để phòng ngự, mời các bạn cùng đón nghe. Đội trưởng U22 Thái Lan tự tin xung trận ở SEA Games 32. Các bạn thân mến, đội trưởng của đội tuyển U22 Thái Lan là Ivan Dolo khẳng định đã sẵn sàng cho mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32 sau chấn thương đứt dây chằng ở mắt cá chân hôm 9 tháng 4. Theo truyền thông xứ sở chùa vàng thì đội tuyển U22 Thái Lan dưới sự chỉ đạo của ông Sritaro đã có buổi tập quan trọng vào ngày 23 tháng 4 nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32. Tại buổi tập, tiền vệ đội trưởng U22 Thái Lan là Ivan Dolo đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình trạng thể lực của bản thân sau quá trình điều trị chấn thương đứt dây chằng ngày 9 tháng 4. Cụ thể là trong chiến thắng 2-0 của Buriram United trước câu lạc bộ Lampang thì Dolo đã dính chấn thương khá nặng và phải rời sân bằng nạng. Sau đó thì tiền vệ này được chẩn đoán là đứt dây chằng mắt cá chân, bỏ ngỏ khả năng tham dự SEA Games 32. Tuy nhiên thì may mắn khi đội trưởng U22 Thái Lan mới đây đã lên tiếng tiết lộ thể lực của anh hiện tại là khá sung mãn sau quá trình tích cực điều trị chấn thương. Thể trạng của tôi hiện đạt khoảng 80% và đang dần hồi phục hoàn toàn. Tôi sẽ cố gắng chơi hết mình trong từng trận đấu, giống như cách chúng tôi thi đấu ở Doha Cup giành kết quả tốt. Đối với việc thay đổi cầu thủ từ các giải đấu trước đó không phải là vấn đề, bởi chúng tôi đã quen và luyện tập thi đấu với nhau suốt thời gian dài trước đó, Ivan Dolo cho biết. Được biết là Dolo là cầu thủ có thể chơi linh hoạt ở hai vị trí tiền vệ phòng ngự và hậu vệ cánh. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, anh được đánh giá là chân sút trụ cột của đội tuyển U22 Thái Lan tại SEA Games 32. Khi được hỏi về mục tiêu của đội nhà tại SEA Games tới đây, Ivan Dolo cho biết: SEA Games trước đó và lần này không khác nhau nhiều, bởi mục tiêu của chúng tôi vẫn là huy chương vàng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức dù các trận đấu ở vòng bảng không phải là những trận đấu dễ dàng. Theo kế hoạch thì tuyển U22 Thái Lan sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức và lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32 vào ngày 27 tháng 4. Đoàn quân của ông Sritaro nằm chung bảng với Việt Nam và các đối thủ khác như là Malaysia, Singapore và Lào. Họ có trận mở màn gặp Singapore ngày 30 tháng 4 và đến 11 tháng 5, Thái Lan mới chạm trán Việt Nam. Huyền thoại bóng đá Malaysia quả quyết đội nhà khó thắng Việt Nam ở SEA Games 32. Các bạn thân mến, huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Zaman Nasir đã nhận định là đội tuyển U22 Malaysia khó thắng được Việt Nam và Thái Lan để giành huy chương vàng ở SEA Games 32. Cụ thể là chia sẻ với tờ nhật báo BH Online của Malaysia, huyền thoại bóng đá nước này là ông Datuk Zaman Nasir Ismail mới đây đã có những nhận định đáng chú ý về đội tuyển Malaysia trước thềm SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Mở đầu cuộc trao đổi thì ông Zaman Nasir Ismail cho biết là dù có bước chạy đà hoàn hảo với ngôi vô địch Million Cup 2023, nhưng U22 Malaysia vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất để tranh tài ở SEA Games 32. Bởi ông cho rằng Hổ Mã Lai vẫn chưa định hình lối chơi khi áp dụng chiến thuật cũ và quá nhiều đường truyền dài. Đáng chú ý, vị huyền thoại bóng đá Malaysia bất ngờ nhắc đến U22 Việt Nam phân tích về lối chơi của đội nhà. Chúng ta nhìn sang Việt Nam và Thái Lan, họ đã chơi bóng với triết lý khác rồi. Họ không phát những đường bóng dài từ dưới lên. Vì vậy mà nếu cứ thi đấu theo lối chơi hiện tại thì chúng ta khó thắng cả Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games 32. Ông Nasir Ismail nhấn mạnh. Do đó, vị chuyên gia này đưa ra kết luận là về lối chơi hiện tại thì Malaysia rất khó để giành huy chương vàng ở SEA Games bởi đội nhà vẫn giữ lối chơi như trước đây, dồn bóng lên và không có cầu thủ nào chơi như một đội bóng hàng đầu. Tôi muốn khen lối chơi của đội tuyển quốc gia Malaysia bởi họ chơi nhiều đường truyền ngắn và định hình trận đấu. Đội tuyển U22 không có nghệ thuật đi bóng, họ chỉ nhận bóng rồi chuyền thẳng lên trên và dường như là không có ý định phối hợp. Ông Nasir Ismail chia sẻ. U22 Việt Nam chọn tấn công để phòng ngự. Các bạn thân mến, đội tuyển U22 Việt Nam như đã biết là chốt danh sách sơ bộ 24 cầu thủ tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Ông Chu Xie còn tiếp tục loại thêm 3 cầu thủ và một thủ môn để đưa ra những cái tên cuối cùng cho hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng.
Tuy nhiên thì hiện tại điều mà người hâm mộ thấy ở vị trí lực gia người Pháp là tư tưởng kiểm soát bóng không hề bị thay đổi. Hay nói một cách khác, U22 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông Chausie vẫn trình diễn một lối chơi tương tự tại Doha Cup 2023. Những chiến binh sao vàng vẫn cầm bóng nhiều, chuyền bóng luân chuyển trước khi tung ra đòn đánh quyết định ở khu vực 1/3 cuối sân. Lối chơi này phụ thuộc nhiều vào sự sáng tạo của tiền vệ công, bộ ba tiền đạo ở phía trên cùng hai cầu thủ chạy cánh. Dưới góc độ tấn công là vậy, nhưng xét ở góc độ phòng ngự, tư tưởng kiểm soát bóng của ông Chausie phần nào đem đến cho đoàn quân áo đỏ một cách thức phòng ngự mới. Thay vì phải chia khu vực và chạy theo đối thủ cầm bóng, U22 Việt Nam chọn cách chơi bóng giữ quả bóng trong chân, luân chuyển bóng từ hàng hậu vệ đến tiền vệ. Tư tưởng cầm bóng phòng ngự này được huấn luyện viên Marcelo Bielsa khái quát trong một câu nói: "Thay vì phải chạy theo đối thủ thì tôi chọn cách để cho đối thủ chạy theo quả bóng của chúng tôi." Những gì mà ông Chausie đang thực hiện cũng tương tự với ý nghĩa của câu nói trên, nhưng ông thầy người Pháp đang gặp không ít khó khăn tại đội tuyển U22. Hệ thống mà ông Chausie sở hữu không có cặp tiền vệ trung tâm đủ mạnh để hỗ trợ chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự hoặc là ngược lại. Điều mà ông Chausie cần là một tiền vệ quét đủ tinh danh và đủ sức mạnh trong những pha thu hồi bóng, sự an toàn trước mặt ba trung vệ. Cầu thủ đá vị trí số 6 này là nguồn cung cấp bóng trở lại cho tuyến tiền vệ, chơi ở vị trí số 8 hoặc số 10 để triển khai thế trận tấn công. Nói như vậy không có nghĩa là đội tuyển U22 Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào tiền vệ trụ. Ngay trong cách vận hành và triển khai lối chơi, những chiến binh sao vàng rất chú trọng việc pressing từ xa khi mất bóng. Khả năng đoạt bóng ở tuyến trên quyết định rất nhiều đến khả năng phòng ngự bởi số lượng nhân sự ở thời điểm tấn công có thể lên đến 6 hoặc 7 cầu thủ. Nếu tuyến giữa không kiểm soát được bóng tốt để đoạt bóng trở lại sau khi mất bóng thì bộ ba trung vệ rất dễ bị tấn công vỗ mặt. Ngược lại thì nếu hệ thống đủ khoảng cách hỗ trợ, áp sát lấy bóng tối đa 5 nhịp mất bóng thì U22 Việt Nam có thể tổ chức tấn công trở lại, tạo sức ép ngược cho hàng thủ đối phương. Nói một cách chi tiết, khi đang dẫn trước, U22 Việt Nam kiểm soát bóng sẽ tạo ra ức chế nhất định khiến đối thủ không thể tấn công ngược trở lại tìm mẩn gỡ. Không có bóng thì tỷ lệ tạo ra cơ hội ăn bàn sẽ giảm xuống đáng kể và không gây nhiều nguy hiểm đến khung thành của đoàn quân áo đỏ. Ngược lại, nếu bị dẫn bàn, điều tiên quyết mà Việt Nam cần làm là cầm bóng triển khai thế trận, áp đặt thế trận tấn công lên đối thủ. Vì vậy mà lối chơi cầm bóng tấn công của ông Chausie có thể nói là cách để những chiến binh sao vàng phòng ngự. Hiệu quả của chiến thuật này sẽ được kiểm chứng tại SEA Games 32 trong thời gian tới. Đây cũng là lúc mà ông thầy người Pháp hoàn thiện tối đa hệ thống nếu không muốn bị ao trình như tại Doha Cup 2023. Campuchia phát VF bóng đá SEA Games miễn phí, liệu có trận của U22 Việt Nam? Các bạn thân mến, mới đây Liên đoàn bóng đá Campuchia đã đưa ra thông báo quan trọng về việc là sẽ phát vé xem miễn phí bóng đá tại SEA Games 32. Đây là một tín hiệu vui dành cho người hâm mộ bóng đá nước này cũng như các cổ động viên nhiều quốc gia khác. Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá Campuchia, các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam ở SEA Games 32 đã sẵn sàng phát vé miễn phí. Các trận đấu ngày 29 tháng 4 giữa Indonesia và Philippines, Campuchia và Đông Timor tại sân vận động quốc gia, các bạn có thể nhận vé miễn phí từ thứ hai, tức là từ 24 tháng 4 lúc 12 giờ trưa trở đi tại địa điểm như thông báo. Nhớ đặt chỗ trước qua ứng dụng nhé, Liên đoàn bóng đá Campuchia thông báo. Cũng theo bài đăng chính thức của cơ quan này thì mỗi người sẽ được nhận tối đa là 2 vé và một vé sẽ dùng cho cả hai trận cùng ngày. Đây là động thái nhằm giúp cho các khán đài tại sân vận động Campuchia được phủ kín khán đài dù không có sự xuất hiện của U22 Campuchia. Được biết, nước chủ nhà SEA Games 32 sẽ phát vé miễn phí cho người hâm mộ ở tất cả các trận đấu, không chỉ riêng ngày thi đấu của Campuchia. Bởi vậy, điều này sẽ giúp cho các cổ động viên của Việt Nam có cơ hội vào sân xem trực tiếp đội tuyển nhà thi đấu ở giải sắp tới.